Hello, hello, anh này mình ní mông. Đi, đi đổ xe đi. Để mày có đổ xe biết bao nhiêu tiền nào. Giờ kiếm tiền đổ với bô cái gì mà hơi phức tạp ấy. Được em ơi. Đánh từ từ thôi, hôm qua anh ăn 50 gà. Ui, đi con mà ăn nhiều vãi lồn nhờ. Chừng nào cần vốn thì gọi anh nhé. Ấy. Cái con cặc gì vậy? Phải cá lồn thật. Điệp mà mày tông phát lăn lông lốc. Điệp mà mày xe máy đéo có chức năng thấy an toàn anh em nhờ. Phát cá lồn thật. Điệp mà đéo chú ý một phát thôi. Điệp mà mày lăn lông lốc con mẹ luôn. Điệp có mà cái chỗ sửa xe này nó xa vãi cá lồn. À tới rồi. Gần vãi lồn nhờ. Tao sửa xe chỗ nào đấy bro. Úi vào luôn. Tiểu nhị lấy cho anh cái ghế. Hả? Quên. Xe máy không thể gắn đồ thêm đồ chơi được. Điệp mami phải cá lồn thật. Vô lý. Điệp con mà mày. Vô lý phải cá lồn thật. Đáng lẽ là phải điệp mà mày xe máy là phải điệp mày dễ độ nhất chứ. Không, hình như là chỗ này không có độ xe máy hay sao. Đủ má bên đây cũng đéo nhận. Sao xe này đéo độ được ta. Vô lý vãi lồn. Xe này độ bô được mà. Đi con. Đi đâu chúng ta à. Hay là chúng ta điệp mà mày làm. Điệp mà mày những ván điệp mà mày căng thẳng nào. Thật điệp mà mày casino kiếm tiền mua xe bốn bánh. Điệp mà chiếc điệp mà mày muscle cơ. Nhưng mà anh thấy là mày ít xe phết. Không mà tại xe bờ đang lát ấy. Thế mà nhiều xe nó cần lát thêm cần thôi. Hay nên khóa xe lại. Đấy. Tâm đi tâm chơi. Lượt đầu đỏ lượt hai đen. Có cái lồn. Đi có mà mày lừa hết. Là vì có lậu vụ lượt đầu lượt sau. Nó cứ quay liên tục thôi. Mình vô chơi là mình chơi theo của mấy cái dòng thằng của mấy lần khác luôn. Không, bây giờ cứ bỏ đi, bỏ hai round xem nó như thế nào đã. Đó, ok. Đò trước khô sau thế mới giàu. Đèn trước đó sau thế cần đâu. Hai đỏ. Hai đỏ rồi đúng không? Hai đỏ chắc chắn rồi, mày mày ra đen con mẹ rồi. Chơi một phát 5.000 con mẹ luôn. Tụi mới dân chơi là nếu bây giờ sợ mưa rơi luôn. Sao? Điệp con mẹ mày chính thức ra đê. Ơ, đơn giản vãi cả lồn. Anh em nào muốn đầu tư casino không? Anh vừa ăn được 20k. Chào em. Anh ơi, cho em kéo hát. Ké là ké thế nào? Đưa anh 2k lên đánh cho. Em chuyển tiền cho anh đánh hộ em nhá. Ừ, trời ơi, mới ăn xong thì mà anh định đi gửi tiền đấy. Nhanh 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 nhanh, hết hết vòng bây giờ. Nhanh. Tiền nhảy dù em còn 2k anh ơi. À thế à, điệp mà tí đi nhảy dù sao nhá. Nhanh nhanh hết vòng Ok. rồi. Thôi anh đi rồi, điệp mà anh đi gửi tiền đây, tí tí rồi. Được chưa anh ơi? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Điệp con mẹ mình. Mất đen, phải cái lồn thật. Chỗ này chủ đen rồi, điệp cài đấy nhỉ. Biết ngay mà, đủ mà. Hồi nãy mình đứng cũng lâu rồi, đúng không? Lâu rồi, vòng này là vòng 2 vòng đen rồi, thêm ngàn nữa đi. Mới thêm 4 ngàn nữa đi. À, để mà thêm 2 ngàn thôi. Trời ơi, tôi đánh ít khi nào tôi thua lắm. Tại dí mấy ông nặng á chứ. Đụ mà dí mấy ông nặng vãi lồn.
cờ bạc mà có phụ nữ vào xem là biết đen đen rồi đấy. Thấy đó chưa? Trời ơi, đủ má. Khó ăn lắm. Nếu mà đỏ chắc chắn rồi mà cái này phải đỏ. Đặt 1.000 thôi, đánh từ từ rồi. Người thông minh là luôn mày lựa chọn những đúng đắn. À, anh Huấn có câu gì nhỉ? Anh Huấn có câu là người không chơi mới là người thắng, người chơi mới là người không thắng. Ồ, thấy bắt đầu có đúng đúng để mà câu của anh Huấn là thấy nó đúng đúng rồi đấy. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn đầu bùi, ăn cứt. Chơi con mẹ mày đi, liều đi, trời đất ơi. Đánh cái lòn, địt con mẹ. Cứ xanh, địt mẹ. Địt mẹ có khi nào nó ra xanh thật không? Dí mấy ông này nặng lắm, mồm mấy ông thối nữa. Hề toàn mấy ông sáng sớm đếm bánh răng không? Địt mẹ nghe cái mùi ra xanh lắm. Ra xanh thật này. Địt con mẹ mày. Địt con mẹ mày thề mồm ông nào thối vãi lồn trong địt mẹ mày đáng sợ vãi luôn. Đồng, địt con mẹ. Ba đen đúng không? Ba đen mới ra chuỗi 4. Trời ơi, dân chơi mà. Dân chơi là không bao giờ sợ mưa rơi. Mà sợ mưa rơi thì đừng có đi chơi. Đấy. Má mày ghét luôn. Ê, điệp mày dí mấy ông nặng quá luôn. Alo, nay gửi tiền anh đó nhờ. Sao em ơi? Sao đấy rồi? Sao em ơi? Em đưa bít kia thì em vào quất cho em coi. Ôi trời ơi, dễ, em mới ăn rồi anh định đi trả tiền. Ai gửi tiền anh đó nhờ? Đây, gửi tiền lại này. Từ từ đợi anh tí nhá, anh chơi nốt chén này đã. Đưa anh 2.000 thôi. Ừ, 2.000 anh vào được rồi. Thì mà 2.000 đối với anh nó chuyện nhỏ như con thỏ mà. Chốt con mẹ em luôn, vô đặt luôn, không nói nhiều. À thế nhờ. Được con mẹ mày, game này lừa vãi lồn. Đéo sao ra 4 chủ đen anh em à. Đi con mẹ mày phải cái lồn thật. Trời ơi, đủ má thu thế nào được anh em. Hồi nãy ra 4 chủ đen đúng không? Thì con mẹ mày ra đỏ tiếp. Hứa với anh em luôn. Không, điệp mẹ mày, tôi chắc chắn điệp mẹ nó biết điệp mày kèo nào kèo on in, điệp mẹ nó chơi tôi. Điệp mẹ hôm qua tôi on in 20 mấy ngàn. 20 mấy ngàn. Mà ăn anh em à, đéo hiểu. Chắc là tại mấy ông, hề tại mấy ông hết. Tại mấy ông mà tôi mới ra nông nổi thế này. Thôi bỏ cái gì, chơi đi. Điệp mẹ mày dân chơi là không bao giờ sợ con mẹ nó mưa rơi. Anh em, sợ vãi lồn, nào, đừng, sợ lắm rồi. Trong nó vô lý phái lồn mà nó cũng có thể điệp mày mày làm được hay thật. Điệp con mày mày vừa nói câu đó nó cho điệp mày mày một quả ý như cũ. Nếu được điệp mày mày không nói câu đó là bùa ấy, nên mà bùa ấy. Nếu được đâu. Rồi đánh 4-5 ngàn thôi, đánh on in nó lại đủ má cho một phát nữa rồi. Lại đi gửi tiền nữa bây giờ. Nghiện nếu đâu. Ba đỏ thì cô mẹ mày hề cái dòng xoay nó bị làm sao á nhờ. Đi con mẹ cài vai cà lồn đây có díu con gái rồi anh em à. Díu con gái đánh thì mà nó không có trơn tru được. Hôm qua bạn gái tôi vô phòng tôi đuổi bạn gái tôi ra mà. Thằng lồn nào điều khiển cái dòng xoay đúng không? Bố mày bắt được bố mày đánh chết mẹ mày luôn. Ê, hứa. Mùi vãi lồn mùi à. Nó quay nhẹ thế.
Ôi! Đi câu mẹ. Không phải, được không được, thì mày reset lại cơ thể đã, reset lại cơ thể đã. Ai không ạ? À đây. Stop tôi anh ơi. Reset lại cơ thể đã. Đi câu mẹ mày vô lý vãi lộn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mấy anh em đó lại. Alo alo alo, xuống lấy ơi. Đây ơi. Đưa lại 2000, đưa lại 2000, đưa lại 2000. Quên thiếu 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 thiếu. Màu đỏ. Ừ, đi con mà mày đã đánh lộn xộn với bố đúng không? Đi con mà. Đi. Mẹ. Không, đi mà theo bùa là số 25 mới được đặt anh em ạ. À. Số 25 được đặt là tại vì cái dòng xoay nó chưa nhận là mình đặt số bên nào phải không? Nó không có biết được đi mà. Là mình ăn bên nào. Đấy, đặt rồi, số 25 đặt rồi, đấy. Nó cứ tưởng mình đặt đỏ nhưng mà thật ra mình ra đặt, mình đang đặt đen đấy. Thấy chưa, thấy chưa. Quan trọng là nó ở cái đầu, đẹp mà ở cái đầu. Reset 2 round, đánh tiếp. Đặt đỏ này, xong rồi hủy này. Xong rồi đặt đen này, đấy. Rít nó phải thế. Đánh ngược, đánh điệp mà mình đánh tâm lý dòng xoay. Đấy. Bấm tối đa trong đặt đen này, đấy. Đây xong rồi hủy này. Xong rồi đặt đỏ. 3000. Đặt. Trời ơi. Trời ơi vô phơm rồi. Vô phơm rồi. Bấm tối đa xong rồi đặt đen này, đấy. Nó nhận lên mày đặt đen đúng không? Không, nhưng mà đéo tao đặt đỏ. Để con mày mày 2k. Vô phơm, vô phơm. Đi mà chắc ở ngoài người ta đang cổ vũ mình lắm anh em nhờ. Đi mà kiểu như ôi trời ơi, hay lắm ơi, có tiền, có tiền. Cá lồn thật, đánh lừa thị giác đéo được ta. Nghĩ. Ra màu gì? Ra màu đỏ đúng không? Điệp mà chắc chắn ra màu đỏ luôn. Thề hứa. Ừ, chưa 25 đã đặt rồi. Điệp mẹ mày dở thế à. Hơi vội. Thành đéo ra đâu, đéo bây giờ ra xanh đâu. À, đen à. Nghe có mùi đủ má, nghe có mùi ba đen lắm này, nghe có mùi ba đen lắm. Đi con mẹ mày chơi đi, tắt màn hình chơi đi. Để con mẹ mày đêm nay là đêm của anh con mẹ luôn. Nào, come on. Cô mẹ mày chơi chơi đi mày, mày tiền ảo mà cảm giác như đi mày, mày tim mày đập thình thịch con mẹ luôn. 5k đỏ thôi đi con mẹ mày chơi đi mày chơi chơi nhiều thế mà sao hôm nay lên khó khăn vậy, hình như dí của anh em nặng vãi lồn đúng không? Chứ bình thường tôi lên dễ lên lắm mà. Trời đi con mẹ mày đi xếp cơ thể đã. Cú lừa chắc. Tại nói xanh mà đi, biết trước tôi đi giàu mẹ rồi. Tôi mà biết trước là tôi giàu rồi. Một phát ra xem phim luôn nè anh em mà, một phát ra xem phim luôn. Ăn thì chơi tiếp, một phát ra xem phim luôn. Thua thì mẹ mai đéo stream nữa. Cô mà mày lập kỷ luật server của mẹ luôn một ngày thì mày on in ba lần ra đi đi cô. Cái này là mai là off rồi anh em ơi. Uầy kịp mà ăn rồi đi em vừa hôn em theo anh 50.000 đây này, em đai cái bạch màu hết rồi đây này.
bắt thì bắt được nhiều thôi. Hà rồi mày đánh chung mày gì xui vãi luôn. Em đánh trước không, em tát ra em thấy anh đánh lên là em chết hồi rồi. Đi rồi. Điệp mẹ, hôm qua mới đánh mua được chiếc xe sao hôm nay đánh điệp mẹ mà gần bán chiếc xe luôn. Bán cá lồn thật. Nhà nhà có chiếc xe mới được. Con mẹ mày nhà này đủ cao để nhảy xuống không nhỉ? À không, điệp mà mình còn nhà còn xe mà mình chưa mất tất cả mà. Hình như là mình mất bao nhiêu đô á nhờ anh em nhờ? Mất khoảng là 9-10 ngàn ông kia đưa này. 5 ngàn này. À đó. Tính ra mình mất có 10 mấy ngàn đô chứ mày. Thằng nào tin anh? Anh on in một phát duy nhất. Đẹp mày mày on đi một phát duy nhất này. Đúng một dáng một thôi đéo đánh lằng nhằng nữa này. Xong rồi ra đẹp mày mày coi phim này. Uầy đẹp con mẹ mày cái này on đi sao mà được. Đúng mấy dân chơi đây nhiều quá. Thì mà dân cờ bạc đây nhiều quá. Anh tên, em tên anh không? Em tên anh không? Đưa 15k đây. Tất cả đưa 15k đây. Để coi mày làm một phát duy nhất nào. Một phát chấn động server nào. Thằng Sơn nó cầm hết tiền của em vừa nãy cho anh. Phải đợi nó lên vứt nốt cho anh 15k của nó thôi. Duy nhất điệp mà mày chỉ duy nhất. Only one. Only one. Ngàn chơi bờ gì em. Đủ má. Chỉ còn bao nhiêu vứt nốt anh chờ Sơn lên đưa nốt. Nó cầm hết mà. Em vừa vứt cho nó only nữa gì nữa. Theo anh đấy. Phải lồn thật. Một phát duy nhất, chỉ một phát duy nhất thôi. Vận động toàn bộ server, only một phát duy nhất, only một phát duy nhất. Alo, alo anh em. Ai muốn làm giàu không? Thì coi mà một phát duy nhất thôi. Điệp mày mày. Tự kiện ngàn năm có một. Điệp mày không lằng nhằng, một phát duy nhất. Cảm ơn em đã góp vốn. Điệp mà. Bạn ơi, bạn chơi casino không? Góp 3k được không? 3k, 3k đánh 3k. Bao tiền cũng được, quay. Only one, điệp mà sự kiện có một trong cuộc đời. Một phát duy nhất thôi. Thì con mà tí ăn chắc, điệp mà mình khóc, điệp mà mình khóc. Khóc trên stream đây, luôn quá. Đây, ra đây có 4 à. Hoặc là tí thua cũng khóc luôn á, cái gì cũng khóc anh em à. 213 à. Tỷ lệ chúng là 50-50 nhá, nói trước rồi nhá. Xanh em còn khoảng mười mấy ca anh còn lấy không? Uầy, đẹp không mà em. Anh nói đi một phát duy nhất nhá. Một phát duy nhất thôi. Em tự tin okay, không? Okay. Em tự tin không? Em thua thì thôi, vào làm đệ cho trong quân đội được nhở? Không được, đi mà ai lại đánh đổi như thế? Buồn cười. Ai đánh đổi như thế bao giờ? Chơi là phải chịu chứ. Sơn lên rồi anh ơi. Sơn ơi, để bạn tin anh. Sơn ơi. Anh ăn một phát duy nhất là điệp mà chở tôi đi rút tiền cái. 100k. Chở tôi đi rút tiền cái. 100k. Anh em nào chở tôi đi rút tiền cái được. Được. Đều có xe. Đi. Một phát duy nhất, một phát duy nhất Sơn ơi, một phát duy nhất. Anh chỉ đánh đúng một phát thôi Sơn à. Anh ơi. Anh xin lấy cái em 5k được không? 5k. Vâng. Nhưng mà anh nói trước là 50-50 đó nhá. Vâng. Điệp ăn thì anh điệp mà xếp hàng phát tiền còn thua thì đừng kiếm anh nhá, anh mất tích rồi. Đây rồi, điệp mày only one anh em mãi vô only one. Vâng, cấp 30k anh ơi, 30k. Bao nhiêu? 30. 30 nhiều thế, điệp con mà. Nhưng mà gửi không được 30k anh ơi. À mà gửi được 30k, ít thôi, điệp mày gửi nhiều quá. Chuyển khoản anh cũng được. Tôi cho anh 30k luôn này. Chơi không? Nếu mà cát cá tối đa là 50k thì bây giờ là anh đang có 37.000 này. Tiền vốn là trừ hết 15.000 là còn 17.000 này. Em đưa anh 14k nhá. Quân ông anh chơi. Mày rung thế nhờ. Thì mày cảm giác thì mày trọng trách nó nặng nề vãi lồn ấy. Vãi lồn ấy. Nhưng mà đừng có trách anh nhá. Để mày thôi đừng trách anh nhá. Đéo nói nhiều này, nhìn phải bắt tay cái đưa 14 mở ga nha anh ơi.
Thôi đừng trách anh nhá, để mà tội nghiệp anh nhá. Sao anh đây? 2 hours later. Thì cô mẹ cắt lạc đi à. Thì mình rung vãi luôn. Mà ỉa quá. Thì mà sao rung đó nhờ. Đau tim quá. Ôi ra đen rồi. Bà Lý. Mà buồn hiểu quá. Không được, Onin phải chờ từ từ, đừng vội. Từ. Đấy. Thời tới rồi. Only one. Bắt. Con mày phải đéo nói nhiều. Cô nghĩ vãi luôn. Toàn đen. Anh em ơi. Chuyển tiền con đi màu đỏ. Màu đỏ ra rồi. Chuyển đi. Nhanh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu. Nơi mà anh khi chưa chơi casino anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã lấy mất 50.000 của em. Nhưng anh thề anh sẽ cho em lại 100.000. Cái vãi luôn. Điết cô mẹ mày. Quá muộn màng rồi. Điết cô mẹ bây giờ quá muộn màng. Điết mày gỡ được phân nửa vốn rồi. Anh khóc. Vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc. Vì giờ anh đã mất hết tiền rồi. Anh nhớ. Lời hẹn ước ta không sao. Tao chị. Cái lồn như vậy. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cố xa vời. Anh và em. Cho anh nghe đi ơi người yêu ơi. Thời tới. Thôi đi mẹ mày đừng nói cái lồn gì cả. Đâu để bạn phát nào mỗi đứa 5 mỗi đứa 10k đâu. Làm thêm cây 50k đi. Thôi. 50k đi anh. Thôi để mẹ xin mày. Cây 50k đi anh ơi. Làm cho anh em. Cái lồn vậy? Em này. Thì mày bây giờ. Anh ơi, ôn đi phát cuối đi. Phát cuối à? Thì con mèm. Thôi. Cây nữa đi anh ơi. Thôi. Tiếc nuối đéo thì giờ này nữa. Tiếc nuối gì. Chơi cái đó anh ơi. Chơi nữa à? Cày nữa đi anh ơi, cày nữa đi. Tiếp đi. Cày nữa đi. Cày nữa đi. Còn mà ra để ra để thằng bài đánh nào, ra. Cái này là cái quyết định anh ơi, đừng chơi ra. Cái này quyết định anh ơi, đừng chơi nữa đâu. Do it! Just do it! Ăn rồi! Ăn lên anh ơi!
Mọi đứa 10k, mọi đứa 10k nào. Tại sao 20k anh ơi? Từng ôn đi 2 lần. Được ạ. Đâu anh ôn đi có 1 lần à? Em của anh ơi. Vâng. Tiền to, tiền to, trời cho ông ấy đưa. Xếp hàng đi. Sao lại 10k mà em gấp 30k mà. À thế à? Đâu ai gấp 30k đâu. Ok. Tiếp về. Anh em xếp hàng đi, hẳn xuống ra ngoài. Ai đồ hậu 30k. Đồ hậu. Sao vậy? Anh em đi ra ngoài đi. Ai lấy tiền từng người vào lấy một. Vào. Điệp mày sao tự nhiên hồi nãy nếu ai đưa tiền mà tự nhiên giờ nhận tiền đông đi. Đúng rồi, nhẹ 5k anh ơi. Anh em xương máu anh ở đây mà. Em 5k là. Rồi hôm nào nhận rồi cho khác đi. Ở Điệp con mày đéo chuyển tiền được nữa rồi. Bây giờ cứ gửi anh số tài khoản đi, gửi anh Sơn số tài khoản đi. Rồi có gì tối chiều Hoàng Sơn báo lại anh rồi anh chuyển khoản cho nó nhanh. Chứ bây giờ đưa 999 biết chừng nào mới xong. Đau lắm. Nhá. Cú béo cú bé này xong rồi Đức Lương này xong rồi Hùng Thanh Thần này. Ờ à, Sơn ơi mày lưu lại số tài khoản hộ anh cái. Chiều đợi mãi mà chưa thấy giả lương em ơi. Anh ơi em còn 3k anh ơi lấy yên đưa. Snake, sao mày đập anh? Thằng Snake này, mày đã không trả tiền cho anh trong kênh cho mày đâu, bây giờ mày đập anh hả? Sơn ơi, lưu lại manh số tài khoản nhá. Thằng này phản bội rồi.